Em Út lại giao lưu tiếp tục cùng anh chị em mình một cái kim quýt rễ quái dáng cao nha cả nhà. Cây này cao 40cm, hoành 11 nha anh chị em. Bộ tàn thì tương đối mượt rồi nha cả nhà. Đây, để em quay phía dưới bộ tàn cho anh chị em mình xem là em đã vào kẽm tương đối mượt rồi. Cây này rất là quái, rất là khó quay cho anh em, nên em Út đã kê cái chậu cho nó dễ quay cho anh chị em mình nhìn thấy cái rễ, cái cọng rễ cho nó dễ nha. Chứ nằm theo kiểu ngay khó nhìn lắm. Một cái kim quýt miền Tây rễ quái nha cả nhà. Cây này thì em Út trồng dưới đất, nhưng mà sau đó mình đã ôm bầu vào trong chậu này để giao lưu cho anh em cho dễ á. Anh chị em mình về chỉ cần thay vào cái chậu thôi. Kim quýt nó rất mạnh nha anh chị em mình, nên anh chị em mình an tâm khi vận chuyển cũng như là khi mà mình thay vào một cái chậu khác nha. Đây anh chị em mình thấy ba cái cọng rễ rất là quái nha cả nhà. Đây, ba cái cọng rễ rất là quái nha, cây cũng tương đối cao nha cả nhà. Anh chị em nào ý thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Một cây kim quýt nha anh chị em mình. Cây này cây phong cách luôn cả nhà ơi, rễ rất là quái luôn, bộ tàn tương đối mượt luôn. Anh chị em ưng ý thì nhắn tin alo em Út nha.